Hát gơn thanh tâm gây lú với màn thả thính chứng dáng cần mỡ, bắp cần mỡ phiên bản tiếng Anh, CDM xem một lần là cứ phải tua đi tua lại, lý do thì xem là hiểu ngay. Mới đây, hát gơn chứng rán cũng gây bất ngờ cho cư dân mạng khi tiết lộ cô sắp đại diện Việt Nam tham gia một cuộc thi hoa hậu quốc tế. Thông tin khiến cư dân mạng xôn xao vì cách đây vài tháng, Thanh Tâm từng chia sẻ với truyền thông rằng cô cảm thấy bản thân không phù hợp với một cuộc thi nhan sắc sau khi dừng chân ở top 30 hoa hậu thể thao Việt Nam. Khi được hỏi về khả năng tiếng Anh có đủ tự tin hay không thì Trần Thanh Tâm đã quyết định chia sẻ phiên bản tiếng Anh của clip thả thính chứng rán cần mỡ, bắp cần bơ từng gất sốt một thời. Kể ra cô nàng cũng dũng cảm, các bạn nghĩ sao về màn thả thính quốc tế này? Fried egg need grease, corn with butter. Love without reasons, only you.